Hello, chào cả bạn ơi. Hôm nay trời mưa gió quá. Giờ mình làm gà nấu cháo ăn các bạn ơi. Đây gà đây. Lót ở trong thau. Rồi. Chào bạn các bạn. Đây sắc lát chuối các bạn ơi. Sắc lát chuối ăn cái gà nấu cháo, rau ghém chuối, rau ghém cắt cái chuối này, bắp chuối nhỏ quá, cắt thêm cái chuối nữa nè. Đó, ông đầu bếp nè. Đó, ông đầu bếp nè, thấy không? Đó. Đây nhỏ lông gà bánh kìa, thấy nè. Đó. Đó. Đầu bếp cũng sắt cái tay nhừng nhuyễn không? Chắc họ có đuôi chống á. Xong rồi các bạn. Rồi bỏ vô còn nước thôi sôi các bạn. Nước sôi. Cháo đây. Nước trước. Rồi, sao gầu ghém nữa các bạn. Nào. Thèm không? Sách sảy gì đó. Sách sảy như con bà bảy vậy hả? Ừ, thấy nổi lình bình gì không? Tắc hạnh nè. Đầu biết không? Đầu biết thấy sắc không? Lệm nghe chứ bộ à. Đầu bếp mà. Này nó cháo đãi đầu bếp. Đầu bếp làm tiếp bức cỏ vườn rồi này kia vô bà xã bà bồi dưỡng cho con gà nó cháo. Bức cỏ ngoài vườn giờ vô bức cỏ trong nhà gà luôn, con gà luôn. Con gà luôn. Gà chín rồi các bạn, vớt ra để ngủ xé các bạn ơi. Cháu hết hồn cháu này. Cháu khổng lồ thiệt chưa. Cái đầu gớt 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 không gớt gớt là biết nó gớt rồi đó ha. Để cặp vợ nhóm đi. Đó, mềm xèo hết. Mềm không? Mềm. Chặt cứng rồi. Nó đem lại nè các bạn. Xé bỏ vô trộn gỏi nè các bạn. Trộn nè. Để nóng nóng quá để mình nguội cái mình xé nè các bạn. Quá nóng khói lên nghi ngút luôn nè. Thấy không? Khói lên nghi ngút thật chưa? Trời mới đem gà lên rồi dọn chén nè này. Này, đó. Đó ông chú đây ông làm tiếp hai bữa nay nè này, nấu nồi cháo bồi dưỡng thật thật nấu xé nè đũa nè con nóng. Thế không ta? Nóng là bóc ra vô cũng đá vậy là hết nóng hả? Ừ. Nó lạnh lại là hết nóng. Mới biết luôn. Thợ nấu này quá kinh nghiệm. Xé bài bản thì trời. Ngon. Quá ngon. Đưa đùi lên táp đấy rồi. Đưa đùi cao lên đây. Đưa lên mặt coi, đưa lên mặt táp đấy. Đưa lên mặt á. Quá đẹp luôn. Bán khách vô bếp qua qua. Yếm đây à. Cháo không chua hả? Mời các bạn ăn cháo thôi các bạn ơi. Mời tất cả các bạn ăn cháo cùng mình nha. Gia đình mình nha. Mời chuyển chậm mời bạn ăn nha. Đầy ra quá các bạn. Được.
giờ này thì quất cháo gà thì hết sảy rồi. Mưa chú gà mà lâm di về ly rượu đế nữa hả? Biết chưa xong không? Dạ ly rượu đế mà. Mà bà uống rượu nước thang mình nha các bạn ơi. Rượu nước thang, dạ. Chị bạn muốn rồi, chặn luôn hả? Bánh ly hả? Bánh ly chia. Ồ. Ủa bà bánh ly chờ chậm chưa? Có thịt đâu không? Hả? Đi rồi, nhẹ nhẹ chút đi Nghị ơi. Mời, mời. Vô, vô. Nóng quá. Thôi. Mẹ rồi mẹ uống miếng rồi nè. Uống miếng rồi. Uống miếng mà. Nào, không có đường uống. Quá ngọt. Nào, vậy nóng quá. Nóng gần luôn á. Dạ. Để ăn trời. Gỏi cũng quá đã luôn trời. Gỏi nó ngon hơn gà, nhưng mà phải ăn thịt gà với gỏi nó được. Được không ơi, thức mùa hôi hột luôn á. Tìm thấy tao thấy ghê không?